Ôi, chào tất cả quý anh em, quý bà con đã quay trở lại chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông Việt Nam chúng ta. Hôm nay thấy trên mic thấy bà con ha, thấy mà ở trên nó bao lạ quá ha. À, cái bao mic rất là lạ, bao y như là bao trái cây á. À, vườn của ông anh để cỏ rất là đẹp. Cỏ là một trong những cái, phải nói rằng là cái nền hữu cơ nó giải quyết rất là nhiều thứ cho cái vườn mít của mình. Đây, cỏ ngập trời, cỏ cái mít này nó cũng bị méo ha. Bà con cũng biết là tại sao chúng ta phải giữ cỏ. Cỏ nó không có ăn phân, nó không cạnh tranh dinh dưỡng, mà cỏ nó ăn cái gì nó trả lại đất cho cái nấy nha bà con nha. À, vườn mít này cũng lâu năm rồi. Mấy năm rồi anh vườn mít, mấy năm rồi? 3 năm mấy ha, ăn 3 năm mấy cũng mấy củ trái rồi, 3 củ 4 củ rồi. Trái vừa được được vừa rồi là anh bón phân gì? Ba số 16. Ừ. Rồi sử dụng sản phẩm gì nữa không? Anh cứ để bình lên. Có xịt đó hả? Ừ. Xịt sâu à, xịt sâu trái. Sâu trái chứ còn ngoài ra là không có bồi dưỡng gì ha. Nhìn trái nó méo xẹo, nó ốm yếu quá ha, nó méo quá. Tình trạng của sữa đen có thấy không? Sữa đen có thấy luôn phải không? Có quản lý được sữa đen không? Có ít như được, cái đó cũng như tỷ lệ nó ít, rất là ít. Tỷ lệ sữa đen ít ha. Rồi bây giờ cái vườn của mình là tình trạng là bây giờ anh muốn em xuống coi là lá nó cái vườn này á. Bây giờ em nói chắc luôn, nhìn cái bộ lá là em biết hồi xưa sử dụng NPK có 30 10 10 này. Không em Có gãy con đợt 2 3 tháng này. hai tháng này luôn, mới luôn phải không? Rồi số lượng nhiều không? Gãy cũng ít, có 2 3 bao gì. 2 3 bao hả? Nói chung là Buồn mà. lâu lâu thì cũng rải 30 10 10 đúng không? Không, ít lắm, gãy thằng gãy 3 số 17, 12, 12, 17. Ừ. Rồi 20 20 15 có đi không? Không, không đi. Không, 3 số 16. À, rồi. Cho anh mượn cái kéo với cái đo độ nước mặn thử vườn của anh sao. Như bây giờ mấy cây thấy nó xì mà sợ nó xì á, giờ mình Đây ở đây có đo ở đây có mặn không ta? Nước ở đây bình thường có mặn không? Để. dài chắc không có mặn đâu, chắc không có cái trận này. Mấy tháng qua mấy tháng kia nó tháng ba cây gì nó mặn. Anh cắm dưới nước. Trăm ba mươi Mặn mực nước này ổn nha, 130 ổn phải không? Rồi tình trạng cái cây á, là đang bị nhìn cái lá nó cực kỳ nhỏ, lá nó rất là nhỏ. Bây giờ em kiểm tra bộ rễ coi. Rồi, vườn này có rệp sáp nữa nha anh. Rệp sáp. Rồi, chào tất cả quý bà con đã quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Hôm nay mình đến cái vườn của anh Tiền. Anh em mình đi tham quan chút xíu đi anh. Đi tham quan đi. Vườn của anh Tiền là ở cái bè Tiền Giang. Thì bà con có thể nhìn thấy đây, đây là một cái vườn mà gọi là mít. Mà anh trồng cũng xen xen mấy cây cảnh nữa ha. Rồi, trái nó bự nè, trái này nó bự. À, vừa rồi là quản lý sữa đen chuẩn không anh, được không?
Đạt hả? À, mình bôi trên này là bôi cái gì vậy? Bôi vôi. Vôi ha. Đừng cho thúi cùi. À, vôi ăn trầu hay vôi càng long? Vôi càng long quá. À. Cái này lấy cái gì á? Cái chai nước á kê vô. Kê vô chứ không là nó thúi lỡ không xong, nói chung vô đây nó thúi, nó cả nó thúi ha. À, vườn của này, vườn mít của anh, cây này 3 năm hả anh? 3 năm sao anh thấy lớn như vậy? Này em thấy cũng 4 năm hết chứ. Khoảng, hơn hết chứ. Khoảng tầm 4 năm. Khoảng tầm 4 năm. 4 năm. Ừ. Mình thấy gốc bự bự à. Tại cái cây mấy cây bên đó là 30 tháng. Dạ. Cây này tầm khoảng 4 năm trở lại. Nhưng trên những trái mít này là mấy chục ký đó. Cái này là 18 20 ký. 18 20 ký. Thì cái vườn của mình bây giờ mình qua cái chỗ bên kia đi. À, nguyên khúc này là của anh luôn hay sao? Ờ, qua anh đó coi. Giờ cũng như là bây giờ ăn trái rồi chứ không nó si. À, tình trạng này là thật sự là cái cây này nó ăn trái xong nó si, chứ vấn đề xì mũ thì chưa thấy có vấn đề này đến mà như anh trình bày. Nói chung là cũng có một hai cây mà nó si quá, nó kiệt sức quá. Nó xì mũ, nó kiệt sức quá. Nhưng mà cái cây này đúng ra là em nhìn bộ lá này là em biết. Đây. Cái bộ lá này khi mà nó ra cái cơ đọt mới nó chút xíu à, siêu à. Cái bộ rễ chắc chắn luôn, cái bộ rễ như này nó yếu lắm nè. Tính cái cây này á nha. Cây này á bây giờ đáng lẽ là dụ như mình cắm xuống vậy nè, nghe cỏ này là rễ nó phải phè phè ra chứ không phải giỡn đâu. Cái này chắc hay. Nè, rễ đang thui tùi lùi, rễ nó không phát triển. Rễ nó không có đầu rễ trắng luôn, đen luôn à. Thấy không? Đen rễ hết, rễ cám. Đây là cái nơi mà cái đây là cần dinh dưỡng nhất, bộ rễ yếu. Cái này bộ rễ yếu. Và cây trái á, thực ra cái trái của anh, cây của anh á là trái nó to. Do á là thứ nhất á là cây nó lực, cái con này là cái thân cây nó lực. Tuy nhiên rằng á là cái bộ lá không có lực nên cái trái của anh nó sẽ bị méo. Cái trái của anh lúc nhỏ anh nhìn thấy nó tròn, nó ngon lắm. Nhưng mà lớn lên anh thấy nó bị giật không? Nó bị giật rõ ràng luôn này. Nó bị giật rõ ràng. Cái trái này nó to á, là nó được nhờ cái sự dinh dưỡng từ cái bộ lá bên này. Cái cành này khá là bự này. Nhưng mà cái lá của anh á, nếu như mà cái bộ lá này khỏe nha, bộ lá này không bị cháy đầu lá, cái này là bộ rễ bị hư hết này, cháy đầu lá hết. Nếu như mà bộ lá này nó phát triển á, là cái trái mít này to lắm, bây giờ ở đâu? Lên kết cái giai đoạn này nó bị giật nè, nó không đủ dinh dưỡng để giật, nên anh phải cung cấp thêm cái dinh dưỡng vô. Rồi tuy nhiên có một số cây là nó cũng phát triển nhưng không phải không phát đó. Bà con có thể thấy rằng có những cái cây nó phát triển cực kỳ sung. Bà con có thể thấy rằng cái vườn của anh á là nó còn, phải nói rằng còn sung chứ không phải là còn phát lại. Nhìn trái mít này bà con thấy không, khủng khiếp. Coi mít này to không khủng khiếp. Mình có thể nói rằng cái vườn mình giữ cỏ là nó rất là tốt. Ở dưới cái nền cỏ của mình nó tăng được cái hệ vi sinh, cũng như là nó hạn chế được nấm bệnh. Đặc biệt là nếu mà có cỏ như vậy thì rệp sáp nó ít lắm, nấm bệnh nó cũng ít nữa, và nó có nhiều cái thiên địch để mà nó diệt lại những con sâu rầy có hại. Tất nhiên rằng là hầu như là em biết rằng là anh đi là chỉ 3 số lúc nuôi trái chứ 30-10-10 mà vườn này anh đi 2 bao là cũng dữ á, nhưng ít đâu. Tính ra không phải vậy đâu, tính là dữ á, nhưng ít đâu. Nhiều đó. Anh tính số lượng cây đâu có nhiều đâu. Số lượng cây thì khoảng 200 hơn. Mà cây mít á là không có đi 30-10-10 nha anh. Lúc anh đi 30-10-10 là anh thấy nó phát ra. Anh thấy một tuần rồi nó phát liền. Đi lại mấy chỗ nhà kia chơi xong tôi gãi 30-10 số á, cái nhìn thấy xanh miết, ngày mà nắng lên thì thấy nó xào lá. Thấy kiểu mình thấy mình si quá. Dạ. Nên cũng nóng gột. À. Gãi cho nó tốt lại. Ai ngờ nó nóng tốt mà nó hơi bị xì mũ lay gai. Rồi cái vấn đề xì mũ nó dày này, em giải thích cho anh luôn là vấn đề xì mũ á, là thứ nhất á là nó có thể bị do bộ rễ hư, do rệp sáp tấn công. Cái thứ hai xì mũ á là do dư đạm. Cái thằng dư đạm á
là cái dư đạm của nguyên nhân của dư đạm nó tạo thành một cái nền tảng cho cái con vi khuẩn đó nó phát triển, Phytophthora phát triển, thì nó sẽ tấn công vào bộ rễ, tấn công bộ rễ thì làm hư bộ rễ thì cây không lên được, hoặc là nó sẽ những con Phytophthora nó sẽ dẫn dụ lên cái da của này nó làm. Thứ nhất mà cái quan trọng của chúng ta là cái dinh dưỡng nó không hấp thụ được, bộ rễ bị hư, nó không hấp thụ được, nhất là chỗ đây này, cái đầu của rễ này, nhất cái đầu của rễ nên không hấp thụ vô thì cái cây nó khô còn bao nhiêu cái xì mũ. Cái xì mũ thứ hai nữa, cái xì mũ nó cũng có cái giai đoạn đang nuôi trái, đang nuôi trái mà chúng ta cắt đọt, cắt ở trên khống chế đọt nó cũng bị xì mũ. Nhưng mà xì mũ cái quan trọng nhất là chúng ta nắm ở vấn đề ở quan trọng nhất là cái cây này khô rồi. Cái quan trọng nhất là bị dư đạm là 30-10-10 đó. Đó, cái anh nhìn cái lá, là cái bộ lá là nó không có, nó có ra đi nữa, nó chút chiêu về đây, lá nó nhỏ như lá kim đấy. Nhưng mà giờ tí nữa em sẽ làm thử cho anh cái bộ dinh dưỡng này để cho anh cảm nhận được cái lá nó như thế nào. Mà ở đây anh tưới bằng hệ thống gì? Tưới thuốc hay là tưới ấy? Tưới thuốc thì mình tưới quậy thùng, mình tưới quậy thùng tưới là anh xả nước ha? Xả nước. Rồi bây giờ mình sẽ xả bằng vét phun nè. Rồi thì lúc anh quậy vừa anh tưới thì anh tưới đậm đặc chút xíu, xong rồi anh xả ra nó tan ra đúng không? Rồi bây giờ mình vô em làm, anh chỉ cho anh cái này. Cái cây chanh này gần sát này bỏ ra chứ để ăn gì được đâu mà để cây chanh trời. Cây mít này giá trị hơn cây chanh, nó ăn nguyên cây chanh có một trái giống được hai trái nữa. Đó, cái bộ lá nó rất là quan trọng trong cái giai đoạn nuôi trái, mà cái bộ lá nó yếu là trái nó bị giật liền, dinh dưỡng không hấp thụ không đủ. Bây giờ nó xì quá nè, bây giờ mình thấy mấy cần gặp tao nó sung mà không xì mũ nghe, chứ quay sung rồi nó xì mũ rồi. Vườn của anh là làm sao mà em kéo lại làm sao mà xì mũ được. Vườn anh đừng có đi 30-10-10 đây nè. Cái hiện tượng mà dư đạm nó rất là rõ ràng. Thứ nhất là nó nhanh lá, thứ hai là lá nó nhỏ. Đôi khi nó nhanh lá nó cũng do hiện tượng, mà nó do hiện tượng của thằng nhện đỏ. Tuy nhiên rằng á, cái dư đạm này, cái tình trạng của thằng dư đạm này rất rõ ràng luôn. Dư đạm mà lá nó bị dị tật đó. Lá này bị dị tật. Rất rõ ràng luôn. Cái phần dư đạm á là nó nhăn y như cái dạng như cũng giống như nhện đỏ vậy đó. Trong này là cũng có tác nhân của nhện nữa, nhưng phần dư đạm nè, dị tật lá này rõ ràng luôn. Hay có thấy nhện đỏ có xịt một lần. Cái cây này cũng bị tước. Cây này nó bị xì rồi mà nó sững lại nè. Nó bị xì rồi nó đứng lại. Đứng lại. Nó bị xì rồi mà nó đứng lại được. Bây giờ ở chỗ đây xịt thuốc nấm bệnh vô, xong rồi lấy cái keo á, keo liền sẹo á, mua của mấy ông làm mai đó, ông kiển đó, lá dư đạm là lá nó sẽ già, lá cái màu xanh nó cực kỳ xanh mà nó nhỏ, mà nó bị méo. Chút xíu rồi, lá nhỏ quá. Thôi bây giờ mình làm cái này. Trồng cây mít đó, là một trong những cái loại cây mà gọi là số đó giảm nghèo, nhưng mà chúng ta không biết quản lý nó, không biết quản lý về sâu bệnh, không biết quản lý về mà nấm khuẩn, không biết quản lý về phân bón đó, thì nó cũng là một cái sự nghiệt ngã nha bà con nha. Nếu mà không biết quản lý nó là nó cực kỳ, phải nói rằng là đánh đổi á, gọi là đánh đổi luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì ăn trước khi mà bà con cứ thúc ăn một mùa hai mùa, cứ nghĩ rằng thằng Trung Quốc nó mua mà biết khi nào, thôi mình cứ cho nó ăn mấy vụ đầu đi, còn vụ sau rồi tính sau. Thường thường tâm lý vậy đúng không? Xong rồi bây giờ người ta ăn xong rồi cái mình tiếc. Ví dụ như những trái mít này nè, bây giờ em bảo đảm với thường lái, thường thường lái khó về là cây lại mít này có to đi cỡ nào nữa cũng không thành mít nhất được. Mít này rất nó không méo xẹo à. Mít kem nè. Ngọc Trinh thì mê mà mê eo, còn mít thì phải mê to.
từ cái giai đoạn mà mình sửa trái á, thấy không? Cái giai đoạn mà sửa trái là cỡ như vậy là anh sửa vô tư nè, cỡ như vậy là anh làm cho sữa trái nó bự, nó to như cái trái bên kia kìa. Cái trái bên kia anh biết tại sao nó to không? Tại dinh dưỡng nó ở trên, nó cứ ở dưới nó đẩy lên trên là nó to, nó đầy đủ dinh dưỡng. Còn những trái má ông nội ngay chỗ này là dinh dưỡng yếu, lá nhỏ đó. Thì bây giờ á, mình sẽ nói cơ bản về cái sản phẩm, rồi tí nữa mình sẽ tưới ha. Và cũng nói luôn cái vườn của anh cũng khá là ok là về cái vấn đề giữ cỏ. Đây, cái này anh mua là anh cũng rành và em cũng chỉ cho sơ sơ, rồi tí nữa là anh em mình đây là humic Hoa Kỳ ha anh ha. Em sẽ giải thích cho anh rõ ràng sau này anh tìm hiểu cho nó rõ. Có nghĩa là đây là trico humic, cái là trico humic này là vừa có trico đề ma và vừa có humic. Để mình mua mà nó biết ở cái nó có cái này cái gì. Rồi trong cái này á là có ba con trico đề ma đầu dòng. Đây là sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ nha bà con. Cái này á là nó ngăn ngừa được tiếng trùng rễ cũng như là nó ngăn ngừa được nấm bệnh Fusarium phytophthora. Có nghĩa là ngăn ngừa và nó sẽ bó những cái con mà con gây hại này. Thì con cái con mà trico đề ma là nó nhân khối lên để nó tạo thành một cái hệ vi sinh vật có lợi cộng với cái lượng cỏ của trong vườn của anh rất là tốt. Cái cỏ này á, khi mà tưới cái này vô nó phân giải những cái cỏ khô thành tạo thành phân hữu cơ cho anh. Cái vườn mít á, mít là đi hữu cơ là vô địch thiên hạ. Mình Trung Quốc càng ngày càng khó. Trong này nó cứ test mà test trong đó mà có độ hóa học hay này nọ nữa là cũng căng đầu đấy. Đó, còn cái này á thì em cũng giải thích cho anh luôn để cho anh ước lượng được cái gì. Mít nó phải cần có vi lượng. Còn cái NPK anh đi 30-10 là đa lượng. Nha, đa lượng mà anh hiểu rằng có vi lượng. Vi lượng là nó gồm có gì? Đồng, có sắt, có mangan, có CO, có magie, mấy cái từ đó mình từ nó chuyên dụng, có kẽm nữa. Thì trong này á là nó có vừa có vi lượng và có humic. Cái mục đích á của thằng này á là kéo cái bộ rễ cho cái cây ra nó hấp thụ. Nha, và có cả vi lượng luôn, cung cấp cho cây. Rồi cái thằng này á là nó cũng kéo cái bộ rễ, có humic kéo bộ rễ nhưng nó cung cấp vi sinh. Đó, để anh hiểu sản phẩm. Khi mà anh mua sản phẩm về ra anh biết tao xài như thế nào, hay là bà vợ hỏi xài mình có giải thích. Còn cái thằng này á, tại sao phải kim này? Thông thường á thì có những vườn họ chỉ đi thằng này thôi. Hoặc là có những lâu lâu họ đi thằng này thôi, hay đi thằng này thôi. Nhưng đây là tác động, có nghĩa là ba mũi nhọn anh làm một lần. Để làm gì? Để anh tiết kiệm được cái chi phí, là chi phí nhân công. Thế gì tuần này anh tới này, tuần này anh làm này, tuần này anh làm, giờ anh đặt cho một lần luôn. Thì cái này á là nó cung cấp vi lượng, thằng này á là cung cấp vi sinh, thằng này là thằng nào cũng có humic hết ha. Tí nữa em khui cái bịch ra cho anh coi. Còn thằng này á là giống như yến ấy, nó là rong biển, tạo biển, nó giải độc tất cả mọi thứ. Bây giờ thí dụ như cái cây của anh, hay cây mà thí dụ như cây mà đắt cây sòi đây ha, xưa đắt cây sòi á là hay bạc lo ha. Thì nếu á là xài bạc lo lấy thằng này giải độc nha. Thì hai thằng này cộng với hai thằng này cộng với thằng này là cho 2000 lít nước mình tưới, hai thằng tưới gốc. Còn nếu như anh tưới thùng dồi như vậy á là làm thủ công thôi, cứ làm sao mình tính toán cho nó thì đường nào nó cũng xuống dưới đất hết thôi, nhưng mà mình tưới đều cho cái cây. Có những cái thùng mà người ta làm hệ thống tưới qua đèo á, làm cái thùng phi này nè, ta trút vô xong rồi bơm nước đẩy đi. Còn cái này á là kích độc mít. Kích độc mít á thì ở trong cái nhãn này là công ty nông nghiệp Hoa Kỳ họ cũng có in sẵn, nhưng mà nó có một cái sai cái chỗ là phụ gia đặc biệt là giúp cho cây mít mà ghi cho cây sầu riêng. Thì cái kích độc mít á nó hữu cơ, cái màu nó màu hữu cơ, nó không phải là màu của 30-10-10 nha. 30-10 anh về anh cũng kích được.